Xin chào tất cả các quý khán thính giả đã trở lại câu chuyện của The USKT News và trở lại một số cái bản tin về vấn đề kinh tế. Theo một khảo sát của tờ báo Bloomberg và bài viết của tác giả Navin, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất mạnh mẽ lên 5% sẽ châm ngòi cho một cuộc suy thoái. Theo một nhóm nhà kinh tế học của Bloomberg đã khảo sát, Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ dự kiến sẽ duy trì lập trường cứng rắn về lãi suất trong cuộc họp sắp diễn ra vào tháng 11. Cơ quan hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, dự kiến sẽ họp ngày 2 tháng 11. Cuộc khảo sát cho thấy nhà kinh tế kỳ vọng sẽ tăng lãi suất 75 điểm cơ bản về lần thứ tư liên tiếp. Vào tháng 12, Ủy ban có thể tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản, một khảo sát cho thấy. Trong một cuộc họp tiếp theo, các nhà kinh tế dự đoán sẽ tăng 25% cái điểm cơ bản. Ông Thomas, nhà kinh tế cao cấp tại Mỹ của trường ở xin lỗi vì của công ty quản lý Pitton Wealth Management, sự chậm trễ trong chính sách tiền tệ vẫn bị đánh giá rất thấp. Hiệu quả đầy đủ của việc thắt chặt hiện tại có thể không cảm nhận được đến giữa năm của 2023. Đến lúc đó có thể quá muộn, nguy cơ sai lầm tài chính sẽ rất cao. Hồi đầu năm, lãi suất chuẩn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ là 0.25%. Vào cái thời điểm diễn ra cuộc họp cái tháng 9, Ngân hàng Trung ương đã nâng lên cái phạm vi lãi suất là 3% cho đến 3.25%. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ dự báo cái lãi suất dự kiến theo cuộc họp là 4.4% trong năm nay, 4.6% vào năm 2023 và trước khi giảm vào 2024. Trong số nhà kinh tế được khảo sát, 3 phần tư cho rằng cái khả năng suy thoái ở Hoa Kỳ trong 2 năm tới. Hầu hết các nhà kinh tế còn lại đều dự báo một cuộc hạ cánh cứng, một giai đoạn tăng trưởng âm hoặc bằng không. 2 phần 3% tin rằng suy thoái toàn cầu có thể xảy ra trong 2 năm tới. Trong khi đó, những chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, kể cả là một số nhân vật như là ông David Solomon, CEO của Goldman Sachs cho biết, thắt chặt một cách có ý nghĩa. Ông nói thêm nếu thực sự họ không nhìn thấy những thay đổi, lao động vẫn rất rất ổn định, thì rõ ràng họ chỉ nhắm tới việc cái phí cầu bằng thắt chặt tiền tệ. Nhưng họ không thấy sự thay đổi trong những hành vi, vì tôi đoán họ sẽ còn tiến xa hơn nữa. Trong cuộc phỏng vấn của CNBC cái tháng 9, ông Jamie Siegel, giáo sư tài chính tại trường Wharton nói rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đang phát ngôn quá cứng rắn, đang quá tập trung vào lạm phát có độ trễ. Ông tin rằng thay vì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nên tập trung vào việc ngăn chặn suy thoái. Ông Siegel cũng nói thêm rằng bác bỏ cái quan điểm rằng lương cao hơn đang góp phần gây ra lạm phát. Thay vào đó, ông nói cái tiền lương chỉ đang đóng vai trò là bắt bắt kịp cái lạm phát gia tăng. 100% về điều này, tiền lương trên thực tế chỉ là để bắt kịp cái trạng thái và lạm phát gia tăng. Và đó là câu chuyện của The USKT News. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Chào tạm biệt.